Năm 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cực mạnh ở vòng chung kết U23 châu Á. Trước các đối thủ Hàn Quốc, Australia, Syria, không nhiều người kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ có một trong hai suất đi tiếp. Nhưng sau khi thua Hàn Quốc 1-2, U23 Việt Nam đã chiến thắng 1-0 trước Australia. Sau đó, chúng ta lại cầm hòa Syria 0-0 để đứng nhì bảng đấu. Tại tứ kết, U23 Việt Nam hòa Iraq 3-3 sau 120 phút thi đấu. Sau đó thắng 5-3 trên loạt luân lưu cân não. Chúng ta tiếp tục thắng Qatar 4-3 ở loạt luân lưu tại bán kết, sau khi hòa 2-2 ở 120 phút thi đấu. Trận chung kết với Uzbekistan mở ra, dù chúng ta thua 1-2 nhưng ngôi Á quân U23 châu Á 2018 vẫn là thành tích lịch sử trong mơ. U23 Hong Kong đã vượt qua Iran để vào bán kết ASEAN 2022. 5 năm sau khi châu Á được chứng kiến kỳ tích của U23 Việt Nam, giờ đây, chúng ta lại đang chứng kiến một kỳ tích khác mang tên U23 Hong Kong ở ASEAN 2022. So ra thì nếu U23 Hong Kong vào được chung kết ASEAN 2022, kỳ tích họ tạo nên còn bất ngờ hơn cả U23 Việt Nam. Bởi nền bóng đá Hong Kong thậm chí còn kém rất nhiều so với chúng ta. Trên BxT FIFA, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng hạng 95, Hong Kong chỉ đứng hạng 148. Có nền bóng đá thuộc loại khá thấp ở châu Á nhưng hiện, U23 Hong Kong đã lọt tới bán kết ASEAN 2022. Nếu vượt qua được Nhật Bản, họ sẽ vào trận chung kết. Trước đó, U23 Hong Kong đã thắng Palestine 1-0 ở vòng 1/8, đả bại U23 Iran 1-0 ở tứ kết. Đấy đều là những chiến tích ấn tượng so với nền bóng đá nhỏ như Hong Kong. Họ thậm chí đã kết liễu hai đối thủ mạnh ngay trong 90 phút. Đầu tiên, trong cả hai hành trình của U23 Việt Nam hồi năm 2018 với U23 Hong Kong năm 2023 đều có may mắn lớn song hành.